Hello, chào cả nhà nha. Thì bữa giờ mình đi làm cả nhà, thì không có đi quay clip được cả nhà. Thì cuối tuần mình chỉ ra được một clip thôi cả nhà ơi. Okay, thì bữa nay mình cũng xin chia sẻ một chút xíu về góc bắn của mình đó cả nhà. Thì bữa giờ cũng có anh em ấy, thì mình chia sẻ về cái góc bắn của mình, thì mình cũng không có thời gian. Bữa nay mình có thời gian rảnh hết thì mình đi làm về sớm nha. Thì tranh thủ bữa nay mình sẽ chia sẻ cái góc bắn của mình luôn nha. Ok, thì mình xài dây là dây phá con nhé nha, khẩu thun là 065 nha, với cái độ dài là 100. Bữa mình kêu cắt là 150, nhưng mình ép thun lại ở nhà còn 130 nha. Rồi mình 130 mình cột vô đây, với lại mình vô ná luôn, rồi còn có 125 nữa cái nha, thì bắn rất là êm luôn cái nha, rất là mình bắn thẳng tay được nha. Đó thì góc bắn của mình là góc bắn 45 nữa nha. Đây thì thường thường thì mình nhắm mười mét đổ lại, thì mình nhắm trên trên đỉnh chạc, đỉnh chạc nữa nha. Thì nếu mà trên hơn hơn 10 mét thì mình nhắm vô giữa chạc luôn. Thì mình thường thường thì góc 45 thì nó sẽ ngay như vậy, còn mình bắn là hơi ngay, hơi ngay cái gì. Cái này là mình bắn theo không tới 45 nữa, cỡ 35 nữa nha, 35 35 hoặc 37 đổ lại thôi, thì mình bắn không đủ 45 nha. Thì tùy theo mình bắn thôi, cái góc mình bắn, nếu mình quen á, mình bắn theo cái cảm giác tay của mình nha, cảm giác tay của mình với cái cảm giác mình nhắm mục tiêu á, thì nó khác hơn. Thì cái dây này là 18 19 130 nha, 18 19 130. Nhưng mà lần sau mà mình đặt, mình sẽ lên thêm dây là 1 19 13 19 13, mình bắn nó có lực hơn đó nha. Tại vì cái này 18, cái này 18 11 thôi à. Cái này 18 có 11 thôi nha. Đầu trên 11 nha, còn cái đầu vô đây là 18. Nó hơi yếu lực á, nên lúc mình kéo bắn hơi xa, cái bắn cò nó hơi đông đi á. Là do cái lực dây nó hơi yếu, nó nhỏ quá nha. Nhưng mà được cái là đường dây nó đi ra rất là lẹ luôn, tại vì cái đầu chơi nó rất là nhỏ luôn nè. Đây thì dây mình có cột sẵn này. Đó, mình cột sẵn một bộ này. Thì thường thường mình đi quay thì mình cột có 5 bộ không, nhưng mà mình xài không hết đó nha. Mình thường thường đi quay thì thay được có 2 bộ là dữ lắm đó nha. Nếu mà bữa nào mình bắn nhiều thì 2 bộ, còn một bữa nào mình bắn ít thì một bộ thôi. Là một bộ ở trong ná sẵn nha, mình để trong nó sẵn với một bộ ở ngoài đó là 2 bộ. Nếu mà nhiều quá thì ở ngoài 2 bộ, ở trong đây bộ là 3 bộ thôi nha. Thì bắn chỉ là đơn giản thôi nha. Thì góc bắn mình là 45 45 độ, tưởng chừng không tới 45, 37 cả 36 35 vậy nha. Mình bắn là góc thẳng nha. Đó, tại mình đeo mắt kiếng á, thường thường mình không để zin lên tới đây nha. Để lên tới đây thì nó rất là dễ vô, cái thứ nhất là đập chạc, hoặc là vô tay đây. Nhà thấy cái tay mình này không, thẹo ở đây nè, thẹo ở đây là cũng ná đó cả nhà. Thì nói chung là con ngón tay cái mình nè đủ thẹo hết nha, bị mấy lần luôn. Vậy mình kéo vô tới lên tới hút xương gò má một xíu nè, nó vơ vơ trúng cái kiếng này nha, vơ trúng kiếng này thì nó bị dập. Thì mấy người thường thường mà chơi ná bị cần giống như mình á, nói chung là bắn nó nhắm cũng rất là khó nha. Như vậy nếu mình bắn lâu, mình quen mục tiêu của mình, quen cách cầm ná mình á, với mục tiêu mình cảm hứng mình bắn nó rất là dễ hơn. Và tùy theo người thôi nha, có đam mê là làm được hết rồi. Thì mình xài khẩu dây này thì mình xài thường thường, trước giờ mình chỉ xài B7 thôi nha, mình không có xài B6 nè. B6 thì cái lực dây mình kéo, tại vì mình kéo mỗi lần kéo là mình kéo muốn đứt cọng dây luôn nha, tại mình kéo hết 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 lực của mình luôn nè. Mình bắn B6 đi, nhiều khi nó lạc, nó bay lẹo quá, cái đạn hướng đạn mà nó nhẹ nó sẽ lật qua lật lên lật xuống đó nha. Nhưng mình không xài B6, mình xài B7 thì nó bắn nó phải chuẩn hơn, nhưng mà cái tầm đổ từ 30 m đổ lại thì nó rất là chính xác, còn khoảng là từ 30 m trở đi thì nó mình khó, rất là khó canh luôn đó nha. Thì mình canh theo cảm hứng của mình thôi. Bữa giờ thì anh em cũng khi mình chia sẻ góc bắn, thì bữa nay mình cũng chia sẻ gì thôi cả nhà. Thì ngày mai mình sẽ tiếp tục mình đi săn nha.
Mai mình sẽ tiếp tục đi săn với em mình nữa. Thì ngày mai mình sớm mình sẽ đi săn luôn đó nha. Thì chút xíu nữa mình sẽ cọc dây thêm mấy thêm hai bộ đó nha, mình để sẵn tại vì giờ còn hai bộ vậy thôi à. Cái bộ kia cứ được hết rồi. Ok thì cả nhà nhớ, thấy mình chia sẻ có gì đó sơ sót hay cả nhà bỏ qua cho mình nha. Thì cả nhà đăng ký kênh ủng hộ cho một like một chia sẻ nha, để cái kênh mình sẽ được hay nhiều thành công hơn trong thời gian tới. Ok thì bây giờ xin chào cả nhà, hẹn gặp cả nhà vào video sau nha. Bye bye.